chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay 10 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quy hoạch điện 8 phải gắn với thực tiễn, ứng phó linh hoạt kịp thời nhằm đáp ứng và đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội. Lần đầu tiên trên một toa tàu hành trình Bắc Nam diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ngành du lịch và ngành đường sắt. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các bệnh viện cân đối nguồn tài chính, bảo đảm trả lương đầy đủ cho nhân viên. Ngành điện thành phố Vũng Tàu đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão là nội dung đề cập trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Mở đầu là phần tin kinh tế. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về việc bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 phải gắn với thực tiễn, ứng phó linh hoạt, kịp thời nhằm đáp ứng và đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục rà soát cập nhật vào kế hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế, để không lãng phí nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Tạo điều kiện cho các địa phương rà soát, báo cáo bổ sung những dự án điện mặt trời, điện gió, có hệ thống pin lưu trữ, điện rác, điện sinh khối. Đối với các dự án điện gió chồng lấn với khu vực quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản, Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ theo hướng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản để hài hòa lợi ích phát triển của địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan. Nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch và phát huy lợi thế của phương tiện vận tải đường sắt trong lĩnh vực du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại ga Hà Nội. Lần đầu tiên trên một toa tàu hành trình Bắc Nam diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ngành du lịch và ngành đường sắt. Sự kiện cũng được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam, 9 tháng 7. Thời gian qua, ngành đường sắt đã phối hợp với các đơn vị du lịch khai thác đoàn tàu 5 sao chặng Hà Nội-Đà Nẵng, Sài Gòn-Đà Nẵng và nhiều hành trình kết nối tuyến điểm du lịch. Du lịch bằng đường sắt đang là xu hướng mới, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của Việt Nam, gia tăng lựa chọn phương tiện di chuyển cho du khách với chi phí hợp lý. Đây là hướng phát triển một dòng sản phẩm mới về du lịch đường sắt. Trong thời gian tới đây, thì sau khi ký kết, thì hai bên sẽ triển khai phát triển các cái, đặc biệt là công tác truyền thông trên các cái ấn phẩm điện tử cũng như ấn phẩm truyền thống và đặc biệt trên tất cả các nền tảng số của Cục Đường sắt Việt Nam. Với lịch sử đường sắt hình thành từ hơn 140 năm, ngành đường sắt đang kết hợp với ngành du lịch để xây dựng sản phẩm bổ trợ trên tàu, tăng thêm những trải nghiệm thú vị khi đi du lịch bằng tàu hỏa. Đối với các sản phẩm mà khi mà đường sắt đã đưa ra thì đều đặt vào cái trọng tâm trọng điểm và đạt được mục đích cuối cùng là gì? Chính là hành khách có sự trải nghiệm và đi trên tàu để trải nghiệm các cái dịch vụ của đường sắt và bên cạnh đấy có thể là thăm gian lam thắng cảnh của đất nước. Phải sáng tạo hơn nữa để tạo ra những cái hoạt động mà khách có thể tiêu dùng thời gian ở trên tàu và gắn liền với văn hóa, gắn liền với những cái sản vật địa phương cũng như là cái sự hiếu khách của người dân ở địa phương mà ở nơi tàu đi qua. Ngoài ra, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch bằng phương tiện đường sắt đến thị trường trong và ngoài nước trong thời gian tới. Với sự bắt tay giữa hai ngành, du lịch đường sắt được kỳ vọng ngày càng phát triển. Chính phủ cần xem xét có nhiều chính sách hơn nhằm khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp hướng đến phát triển logistics xanh, chuỗi cung ứng xanh. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có cơ chế ưu đãi về thuế, sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Đây là kiến nghị của các đại biểu tại tọa đàm với chủ đề Phát triển Logistics Xanh, Thích ứng Nhanh vừa diễn ra tại Hà Nội. Quản lý chuỗi cung ứng xanh gắn liền với quản trị các mắt xích. Khi các mắt xích đều xanh, thì doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực sản xuất, năng lực vận hành, đồng thời hình thành nên hệ sinh thái xanh.
Để đạt được các mục tiêu trên, chính phủ và các bộ ngành liên quan đã và đang có nhiều nỗ lực trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Nhiều ý kiến đề xuất, trước hết, chính phủ cần xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển riêng cho ngành logistics, chuỗi cung ứng. Vấn đề về xây dựng và phát triển cũng như các chính sách của chính phủ trong vấn đề về ủng hộ cho ngành logistics tiến tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh với cái việc hoàn thiện các quy trình, quy phạm với những cái chính sách cụ thể để hỗ trợ, giám sát và phát triển cho cái công cuộc này để đảm bảo cho ngành logistics Việt Nam có thể đáp ứng được cái cam kết của chính phủ về net zero từ nay cho đến năm 2025. Thứ nhất là cái môi trường chính sách xanh như tôi đã nêu. Thứ hai là các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu 98% là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì vậy mà cần phải trao đổi thông tin nhiều hơn nữa, cần phải có nhiều những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp như là xây dựng năng lực, rồi xây dựng kỹ năng quản trị xanh nhiều hơn nữa để các doanh nghiệp có thể triển khai tốt hơn. Ở góc độ doanh nghiệp, các đại biểu cho rằng cần nhanh chóng xây dựng, bổ sung chiến lược để phù hợp với định hướng phát triển xanh và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho mình. Doanh nghiệp cũng cần tranh thủ sự ủng hộ, khuyến khích, ưu đãi của chính phủ và các tổ chức để tận dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng logistics, tạo lợi thế cạnh tranh trong sản xuất, vận hành và vận tải. Theo báo cáo dấu chân thương hiệu 2024 phát hành bởi Kantar, cho thấy 3 nhãn hiệu đến từ Vinamilk nằm trong top 5 các nhãn hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất, bao gồm Vinamilk, Ngôi sao Phương Nam và Ông Thọ. Trong đó, Vinamilk giữ vị trí số 1 trong ngành hàng sữa và các sản phẩm từ sữa suốt 12 năm liên tiếp từ khi báo cáo lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam năm 2011. Theo báo cáo của Kantar, trong năm 2023, Việt Nam có hơn 11.600 sản phẩm mới ra mắt thị trường, tương đương 32 sản phẩm mỗi ngày, tăng gấp đôi so với cách đây 10 năm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2,2%, tương đương hơn 220 sản phẩm có thể đạt điểm tiếp cận người dùng một lần mỗi năm. Và chính việc không ngừng đổi mới, sáng tạo là chìa khóa giúp thương hiệu sữa gần 50 năm tuổi Vinamilk giữ chắc vị trí dẫn đầu. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin y tế. Thưa quý vị, công tác tuyển dụng viên chức tại các cơ sở khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với bác sĩ tâm thần, răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh. Công tác mua sắm vật tư, thiết bị y tế còn vướng mắc. Một số cơ sở khám chữa bệnh tự chủ gặp khó khăn về tài chính là những khó khăn được ngành y tế nêu ra tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các sở ngành do ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì. Theo báo cáo của Sở Y tế, 6 tháng đầu năm 2024, các bệnh viện tuyến tỉnh đã khám chữa bệnh cho hơn 468.000 lượt bệnh nhân. Trung tâm Y tế tuyến huyện khám chữa bệnh cho hơn 1,3 triệu lượt bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh đạt từ 80 đến 111%. Hiện các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh. Riêng bệnh viện Bà Rịa còn thiếu các nhóm vật tư dùng trong chuyên khoa tim mạch can thiệp, ngoại thần kinh, ngoại tổng quát, nội soi khớp và khớp nhân tạo. Tại buổi làm việc mới đây, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Y tế cần đánh giá lại năng lực quản lý các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, bảo đảm thuốc men, trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời khẩn trương xây dựng danh mục mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế cho giai đoạn sau năm 2026, đồng thời đánh giá lại nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ y bác sĩ. Các bệnh viện cân đối nguồn tài chính, bảo đảm trả lương đầy đủ cho nhân viên. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đất Đỏ chỉ ghi nhận 6 ca sốt xuất huyết, giảm 13 ca so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này là do Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ thời gian qua đã giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng, tổ chức khoanh vùng dập dịch kịp thời, triệt để, không để dịch bùng phát, lây lan, đồng thời chủ động đề xuất đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết. Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, do được khẩn trương đưa tới bệnh viện để điều trị kịp thời, nên hiện sức khỏe của nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu 18 tuổi quê ở Nghệ An, làm việc tại Bắc Giang đã ổn định. Bệnh nhân đã được các bác sĩ điều trị dự phòng sớm theo phác đồ, sử dụng kháng sinh diệt vi khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển, nên chưa có tình trạng biến chứng.
Hiện bệnh nhân được chuyển về địa phương tiếp tục cách ly theo dõi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề Chúng ta bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Theo kế hoạch, từ tháng 7 năm 2024 đến hết tháng 9 năm 2024, các địa phương tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của từng địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi và già hóa dân số, tổ chức hội nghị biểu dương, điển hình tiên tiến tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của người cao tuổi. Từ tháng 10 năm 2024 đến hết tháng 12 năm 2024, các sở ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội cùng các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, mổ mắt thay thủy tinh thể cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người cao tuổi. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức vừa phê duyệt kinh phí 765 triệu đồng để hỗ trợ 240 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ mới thoát nghèo năm 2023. Kinh phí trên được cấp từ nguồn vận động trong chương trình văn nghệ Tết vì người nghèo năm 2024 do huyện tổ chức để hỗ trợ hộ mới thoát nghèo. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thời gian qua, huyện Châu Đức đã huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, nhất là sự nỗ lực vươn lên của chính các hộ nghèo. Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, đến cuối năm 2023, toàn bộ 610 hộ nghèo chuẩn tỉnh của huyện Châu Đức đã thoát nghèo, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của cả giai đoạn 2021-2025 sớm 2 năm. Nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn xây dựng được nhà ở khang trang kiên cố có tích lũy, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tiếp 260 lượt công dân, tiếp nhận 168 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 63 đơn và đang giải quyết 105 đơn. Các xã thị trấn tiếp 178 lượt công dân. Thông tin được Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đất Đỏ đưa ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Từ đầu năm đến nay, huyện Đất Đỏ tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trên các lĩnh vực. 6 tháng cuối năm, huyện Đất Đỏ tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nội dung của luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia, góp ý xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, 169 chiến sĩ nhí vừa hoàn thành chương trình học kỳ quân đội năm 2024. Lễ bế giảng chương trình diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh. Chương trình học kỳ quân đội năm 2024 do tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh và Trung đoàn Minh Đạm tổ chức từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2024 tại Trung đoàn Minh Đạm. Theo đánh giá của ban tổ chức, các học viên tham gia chương trình với tinh thần hăng say, nhiệt tình, thực hiện tốt và sôi nổi các hoạt động, chấp hành nghiêm quy định, tuân thủ giờ giấc, tác phong quân đội. Đặc biệt các hoạt động trò chơi tập thể, kỹ năng làm việc nhóm, trải nghiệm thực tế giúp các em từng bước thay đổi nhận thức, có tinh thần chia sẻ, đoàn kết, tự tin, tự giác, độc lập trong cuộc sống và học tập. Kết thúc chương trình, 100% học viên hoàn thành chương trình khóa học đề ra. Hội thi giai điệu tuổi thơ huyện Xuyên Mộc 2024 vừa diễn ra với sự tham gia của hơn 250 diễn viên của các trường học, câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn huyện. Các tiết mục tham gia hội thi được dàn dựng công phu đặc sắc với nội dung ca ngợi về Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đối với cha mẹ, thầy cô, mái trường, bạn bè. Thưa quý vị, bất kỳ một đứa trẻ nào khi chào đời đều có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Thế nhưng tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn có những đứa trẻ không có giấy khai sinh. Điều này đồng nghĩa các em không thể hoàn thành thủ tục hành chính để đi học ở các cơ sở công lập, không được hưởng các chính sách của nhà nước. Lý do vì sao các em lại không được khai sinh? Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây của nhóm phóng viên thời sự.
Mẹ mất, ba thì đang chấp hành án phạt tù. Năm chị em Tuyền phải ở với ông bà nội trong căn phòng trọ như thế này. Dù năm nay Tuyền đã 13 tuổi, còn các chị em khác của Tuyền lần lượt là 17 tuổi, 15 tuổi, 10 tuổi và em út đã 8 tuổi, nhưng tất cả đều chưa có giấy khai sinh. Điều này đồng nghĩa các em không thể đến trường, không được hưởng các chính sách của nhà nước. Con nhìn các bạn đi học, con rất là thích. Con thì muốn đi học giống các bạn thôi. Con mong muốn cô chú làm giấy khai sinh cho con được đi học. Theo lý giải của ông Lê Văn Tư, quê quán gia đình của ông ở tỉnh Tiền Giang, trước khi sinh Cẩm Tuyền, con trai và con dâu của ông lên phường 12 thành phố Vũng Tàu lập nghiệp. Cả năm chị em Cẩm Tuyền sinh ra đều không có giấy chứng sinh của bệnh viện. Gia đình lại không đăng ký tạm trú nên không thể làm giấy khai sinh. Còn về quê làm giấy khai sinh thì không có điều kiện. Nó không đủ ăn, da xanh nước nào nó cũng không có giấy đăng đội. Thì xanh nước nào nó chung ra thì sớm nó xanh vậy, nó không có tiền mà trả tiền thanh lẻ, nó trốn không. Tôi cũng chờ mong mỏi mà nhà nước chức năng đó là để mà cho hỗ trợ nó bằng cho cái làm sao mà bằng cái xanh nó được, tôi còn bằng được chứ giờ về quê nó làm khó khăn lắm. Không đăng ký kết hôn, thiếu các thông tin giấy tờ cần thiết nên đến nay chị Quý vẫn chưa thể đăng ký khai sinh cho hai con. Thiếu giấy khai sinh, con gái lớn của chị không thể đến trường. Các hai chị em đều không được cấp bảo hiểm y tế hoặc hưởng các quyền lợi khác. Nhà cũng khổ, em có tiền, có cơ hội em mới đi làm với anh cho nó. Làm lên trển làm cũng bị trục trặc hoài, còn cái ông xã của ông đi làm xa nữa. Có thời hạn làm đâu. Phải cứ làm với mình em đi làm. Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, hầu hết trẻ em chưa có giấy khai sinh là con em của những người dân lao động từ các địa phương khác đến sinh sống, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và phường 12, phường 5, thành phố Vũng Tàu và một số địa phương khác có nhiều người dân nhập cư. Tuy nhiên, việc thống kê số trẻ em không có giấy khai sinh gặp nhiều khó khăn bởi những người dân đến và đi luôn biến động thường xuyên. Chỉ tính riêng tại hai khu phố của thị trấn Long Hải đã có gần 10 trẻ em. Phường 12 thành phố Vũng Tàu có 7 trẻ em chưa có giấy khai sinh. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ em không có giấy khai sinh, trong đó đa phần là do các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn không đủ tuổi, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Người mẹ bỏ đi, cha mẹ bị mất hoặc không có các giấy tờ tùy thân nên không thể đăng ký khai sinh cho con. Và nguyên nhân quan trọng nhất là nhiều phụ huynh không quan tâm đến việc làm giấy tờ cho con. Để hỗ trợ các gia đình, một số địa phương đã và đang vào cuộc để tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các gia đình hoàn tất hồ sơ, làm giấy khai sinh cho trẻ. Thưa quý vị, xác định mùa mưa bão năm nay có chiều hướng diễn biến cực đoan. Những sự cố về điện rất dễ xảy ra, gây gián đoạn nguồn cung và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Để hệ thống vận hành ổn định an toàn, Điện lực Vũng Tàu đã chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, nâng cấp lưới điện và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện. Ghi nhận về những nỗ lực của ngành điện thành phố Vũng Tàu trong đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão là nội dung đề cập trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Hơn 270 km đường dây trung thế, 500 km đường dây hạ thế, gần 1.200 trạm biến áp, hơn 120.000 khách hàng thuộc quản lý của Điện lực Vũng Tàu. Trong số này, gần 4.000 khách hàng là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, có mức tiêu thụ từ 1 triệu kWh trên năm trở lên. Không để gián đoạn nguồn cung cấp điện phục vụ cho khách hàng, nhất là trong mùa mưa bão, Điện lực Vũng Tàu đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, như nâng độ tĩnh không một số tuyến dây điện đi qua khu cụm công nghiệp, khu đông dân cư, phát quang hành lang tuyến điện, chủ động trong công tác khắc phục sự cố về điện. Đầu quý 2 năm 2024, Điện lực Vũng Tàu đã tổng kiểm tra trên 500 lượt hệ thống đường dây trạm biến áp, phát quang đảm bảo hành lang tuyến cho 102 vị trí trụ đường dây, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Điện lực cũng tổ chức là tổng kiểm tra lưới điện và xây dựng lên những cái phương án cấp điện cho các cái phụ tải quan trọng
khách hàng ưu tiên, rồi là tổ chức khai quang lưới điện để mà xử lý các cái điểm mà sung yếu, rồi rà soát lại, củng cố lại cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn để mà phân công lại các thành viên, rồi để mà có một cái sự chuẩn bị về vật tư dự phòng cũng như là ứng trực trong trường hợp mà có thông tin thời tiết mà không thuận lợi thì sẽ tổ chức ứng trực 24/24 để mà kịp thời xử lý. Chủ động các phương án, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không xảy ra tình trạng mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Hiện chỉ số MiFi, số lần mất điện của khách hàng dưới 5 phút, chỉ còn 0,39 lần. Chỉ số Sci-Fi, tần suất mất điện trung bình của lưới điện phân phối, chỉ còn 2,07 lần, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Mấy năm gần đây thì tình hình cung cấp điện cũng rất là tốt. Nói chung là mỗi năm có nhiều cái tiến bộ hơn, tức là cái số lượng mình thấy cái nguồn điện cung cấp thứ nhất là ổn định, thứ hai là cái dịch vụ của người ta về kỹ thuật hỗ trợ đó, mỗi lần có cái sự cố gì mình kêu, mình gọi là người ta rất là nhanh chóng xử lý, thì cái đó cũng là góp phần làm cho thuận lợi cho cái quá trình sản xuất của công ty. Thì là cái nhu cầu mà sử dụng điện liên tục á, tại hàng ngày trong ngày rất là cao, rất là nhiều và cần phải liên tục để đáp ứng cái yêu cầu của khách hàng, thì điện lực Vũng Tàu chủ động khắc phục sự cố nhanh chóng thì giúp cho doanh nghiệp mà hoạt động nó trơn tru và nó không ảnh hưởng tới là cái dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, người dân cũng cần tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng điện, chú ý các biện pháp phòng tránh sự cố tai nạn điện để lưới điện vận hành ổn định, an toàn và liên tục. Phần tiêu điểm 60 cộng đã khép lại chương trình trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình. Rất mong được gặp lại quý vị trong các chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.